Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. David Beckham cấp quyền đặc biệt cho Messi và Suarez, Barca đón liên tiếp hai tin cực vui. Mới gần đây thôi, theo như thông tin mới mà Miami sẽ chính thức giành suất playoff tranh ngôi vô địch MLS Cup nếu như đội này thắng được FC Cincinnati vào lúc 6:30 ngày 25 tháng 8. Đây chính là lý do mà chủ tịch David Beckham quyết định trao quyền đặc biệt để hai danh thủ là Messi và Suarez được nghỉ ngơi nhằm dành sức chiến đấu cho trận đấu vô cùng quan trọng này. David Beckham đặt mục tiêu Miami vô địch MLS Cup năm nay. Chính vì vậy mà ông rất cần đến hai danh thủ hàng đầu của câu lạc bộ là Messi và Suarez phải ở đến tình trạng hoàn hảo và sung sức nhất khi mà các trận đấu vòng playoff diễn ra từ cuối tháng 10. Ban lãnh đạo của đội bóng và huấn luyện viên trưởng Tata Martino không hề vội vã hối thúc Messi trở lại sau chấn thương, bởi họ đang kiên nhẫn bất chấp sự nôn nóng từ giới cổ động viên. Bởi vì mục tiêu còn lại trong mùa giải 2024 là rất quan trọng, tờ Miami Herald của Mỹ cho biết vào ngày 21 tháng 8, Inter Miami sẽ có suất tranh playoff sớm nếu như họ thắng được FC Cincinnati. Trong trường hợp thất bại, họ vẫn còn đến 8 trận đấu còn lại để đạt mục tiêu. Do vậy, ở giai đoạn này, Messi và Suarez gần như là không cần thiết phải thi đấu liên tục. Lực lượng còn lại của Inter Miami thì vẫn đủ sức để đảm bảo được suất tham dự vòng playoff và khả năng là vô địch cả khu vực miền đông của giải đấu MLS, cũng như đoạt danh hiệu Super Porter Shield cho đội có thành tích tốt nhất ở vòng đấu tính điểm của giải đấu MLS, tờ Miami Herald nhấn mạnh. Inter Miami thì hiện đang có 53 điểm sau 25 trận, họ đứng đầu bảng xếp hạng khu vực miền đông của giải đấu MLS, hơn FC Cincinnati, đội xếp thứ 2, đến 5 điểm, trước khi hai đội gặp nhau ở vòng đấu tới đây vào ngày 25 tháng 8. Messi và Suarez trong tuần này được trông thấy là đã có với nhau một kỳ nghỉ ngắn tại thành phố Miami. Các hình ảnh được Suarez cập nhật trên tài khoản mạng xã hội Instagram cho thấy, danh thủ người Argentina và vợ rất thoải mái cùng với gia đình người bạn thân để tận hưởng kỳ nghỉ. Thời điểm này, huấn luyện viên trưởng Lionel Scaloni cũng đã công bố danh sách đội tuyển Argentina thi đấu các trận đấu vòng loại World Cup 2026 trong tháng 9. Không có Messi và 5 nhà vô địch Copa America khác, cho thấy là các bên đã có quyết định để danh thủ 37 tuổi này tiếp tục được nghỉ ngơi và hồi phục hẳn chấn thương. Messi thì đang tập trung vào việc tăng cường tập hồi phục các cơ bị ảnh hưởng và phục hồi khả năng vận động ở mắt cá chân sau một khoảng thời gian dài không tập luyện. Anh ấy vẫn bình tĩnh và hiểu rằng sẽ cần phải kiên nhẫn cho đến khi bình phục được hoàn toàn. Đó là lý do mà tại sao Messi lại tuân thủ nghiêm ngặt quá trình điều trị và tận hưởng thời gian rảnh rỗi bên gia đình. Nhà báo Hernan Claus của tờ Diario Ole Argentina chia sẻ. Câu lạc bộ Inter Miami và huấn luyện viên trưởng Scaloni của đội tuyển Argentina đều đồng ý với nhau rằng Messi cần phải được quản lý một cách cẩn thận bởi tuổi tác và khả năng chấn thương dây chằng chéo mắt cá chân tuy đơn giản, thế nhưng nó có thể tái phát trở nên nghiêm trọng nếu như không được hồi phục một cách hoàn toàn. Một tin cực vui vừa đến với Barca khi đội bóng chào đón sự trở lại của Fermín López, người đã vô địch Euro 2024 và tỏa sáng tại kỳ Olympic Paris năm 2024. Thật không quá khi mà nói rằng Fermín López đã có cho mình một bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp ở mùa giải trước. Tiền vệ sinh năm 2003 đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai cho Barcelona với 11 bàn thắng bằng thành tích của Ferran Torres và chỉ đứng sau Lewandowski, người có 26 bàn. Với 11 bàn ở giải đấu MLS năm 2023-2024, López còn có khởi đầu xuất sắc hơn rất nhiều ngôi sao trưởng thành từ La Masia, tiêu biểu như là Messi, người chỉ có 1 bàn ở mùa đầu tiên và có 8 bàn trong mùa giải thứ 2 ở đội 1 của Barca. Một tên tuổi khác là Pedro, thậm chí không có một bàn thắng nào trong 2 mùa giải đầu tiên tại đội 1. Hiện tượng gần nhất, Ansu Fati cũng chỉ có được 8 bàn trong mùa bóng đầu tiên được đôn lên đội 1. Không chỉ khai hỏa đều đặn, Fermín còn được nhắc điều đến qua những tình huống tạo đột biến cao. Chính nhờ vào màn trình diễn tuyệt vời của mình, Fermín đã được huấn luyện viên trưởng Luis de la Fuente triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha tham dự Euro 2024. Mặc dù là không tỏa sáng rực rỡ như người đàn em Lamine Yamal, thế nhưng đây vẫn là một cột mốc đáng nhớ với Fermín. Không phải là nhân vật chính tại Euro 2024, thế nhưng bù lại, Fermín đã chơi một cách bùng nổ tại Olympic Paris năm 2024 trong màu áo của U23 Tây Ban Nha. Số liệu thống kê đã cho thấy rằng Fermín đã ghi được 6 bàn và có cho mình 2 đường kiến tạo thành bàn tại đây.
Càng ấn tượng hơn nữa khi mà Fermin trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho U23 Tây Ban Nha tại Thế vận hội của mùa hè năm nay. Cũng chính vào sự bùng nổ của Fermin Lopez đã góp công đáng kể vào việc giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên trưởng Santi Denia giành được huy chương vàng môn bóng đá nam tại Olympic Paris 2024 sau khi họ đánh bại được đội chủ nhà Pháp với tỷ số là 5-3 sau 120 phút chơi tại trận đấu chung kết. Đặc biệt, cá nhân Fermin đã ghi dấu ấn đậm nét với cú đúp trong vòng có 7 phút, từ phút 18 đến phút thứ 25. Ở trận đấu đó, ngay sau thành công tại Euro 2024 và cả Olympic Paris 2024, tiền vệ trẻ này vừa trở lại để tập luyện cùng với Barca. Nhiều người đã ví von rằng đó chẳng khác nào là màn chào đón một tân binh chất lượng của Barcelona. Tôi muốn sớm bắt đầu làm việc với huấn luyện viên trưởng Hansi Flick và các đồng đội. Tôi đang có một động lực mạnh mẽ cho mùa giải mới sau những gì tuyệt vời trải qua trong mùa hè năm nay. Thật là thú vị và tôi hy vọng là có thể giúp đỡ cho câu lạc bộ trong mùa giải mới này. Fermin hào hứng phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn của tờ AS mới đây. Có thể nói là nhà vô địch Euro 2024 hứa hẹn sẽ là một vũ khí bí mật của Barca cho những vòng đấu tới đây tại La Liga 2024-2025. Lamine Yamal, niềm hy vọng số 1 của Barcelona trong mùa giải cuối năm nay. Lamine Yamal đã trở lại với Camp Nou để chơi trận tranh cúp giao hữu Joan Gamper trước AS Monaco. Đây là trận đầu tiên anh đá cho Barca kể từ khi vô địch Euro 2024. Sau đó vài hôm, một biến cố lớn đã đến với tiền đạo 17 tuổi. Cha của anh bị một nhóm lạ mặt đâm dao và phải vào viện cấp cứu trong tình trạng rất nghiêm trọng. Nhờ vào sự cấp cứu kịp thời, cha của Yamal đã hồi phục. Ông xuất viện và trở về nhà chỉ một ngày trước khi trận mở màn của Barcelona tại La Liga diễn ra. Ngày hôm đó, Blaugrana vắng Valencia ngay trên sân khách nhờ vào cú đúp của Robert Lewandowski. Đó là trận đấu mà Lamine Yamal đá chính. Anh là người đã có pha kiến tạo để Lewy ấn định tỷ số 2-1, qua đó tạo màn lội ngược dòng. Bản lĩnh là điều đã được các đồng đội của Yamal nói đến khi mà anh vẫn có thể giữ được tâm trạng bình tĩnh sau biến cố của cha. Tiền đạo 17 tuổi vào sân, đá tốt và để lại dấu ấn. Trước đó thì ngay ở trận đấu gặp Monaco tại Camp Nou, rất nhiều culi đã sáng tác bài hát để cổ vũ riêng cho ngôi sao trẻ tài năng này. Lần này thì ở Mestalla, những giai điệu đó lại vang lên. Từ chỗ không được coi là nhân tố chính, giờ đây Yamal là cầu thủ không thể thiếu của cả Barca và La Roja. Tại sân Camp Nou, tiền đạo này được trao áo số 19, tương tự như chiến dịch Euro 2024. Trước đây khi mới gia nhập đội, huyền thoại Lionel Messi cũng đã mặc số áo này. Đây có thể là bước đà để tiến tới. Chiếc áo số 10 của Blaugrana sẽ thuộc về Yamal. Tuy nhiên thì khi càng được so sánh với Messi, Yamal có thể càng gặp nhiều áp lực. Trước đây thì chưa có một cầu thủ nào của Barcelona được so sánh với Pulgar có thể thành công, gần đây nhất là Ansu Fati. Sau Euro 2024, Barcelona cho Lamine Yamal 2 tuần để nghỉ ngơi trước khi bước vào chiến dịch mới. Trong đội hình của Barca lúc này, vị trí cánh phải của Yamal là bất khả xâm phạm. Rafinha nếu như muốn ra sân sẽ buộc phải cạnh tranh. Mọi thứ dường như là đang sẵn sàng để Yamal có mùa giải đầu tiên chào sân với tư cách là ngôi sao hàng đầu của Blaugrana chứ không còn là sắm vai cầu thủ trẻ tiềm năng. Hợp đồng hiện tại của Lamine Yamal với Barcelona có điều khoản phá vỡ lên đến 1 tỷ euro. Trước Euro 2024, giao kèo giữa ngôi sao này và Barca đến năm 2025 sẽ được xem xét lại. Tuy nhiên với chức vô địch trên đất Đức, thời gian đó được đẩy sớm lên 1 năm để đội chủ sân Camp Nou có thể giữ chân tài năng một cách bền vững. Từ phía Barca và cả Yamal, mọi thứ đang rất thuận lợi, thậm chí còn tươi sáng hơn thời điểm mà Fati bắt đầu nổi lên như là người có thể thay thế cho Messi. Đây là mùa giải mà Real Madrid rất mạnh với sự bổ sung Kylian Mbappe. Barca thì cần phải có Lamine Yamal tỏa sáng hơn nữa để tạo nên thế đối trọng. Rodri, Phớt Lờ, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong cuộc tranh luận về cầu thủ xuất sắc nhất và thay vào đó lại nêu tên một đồng đội ở Manchester City. Rodri hiện đang là một trong những cầu thủ xuất sắc và thành công nhất thế giới khi giành được vô số danh hiệu với Tây Ban Nha và Manchester City. Mới đây, tiền vệ này đã được yêu cầu đưa ra phán quyết về việc ai là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Thật đáng ngạc nhiên, anh đã không chọn Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi. Thay vào đó, Rodri đã chọn Kevin De Bruyne khi được hỏi về Rush của bản thân. Rodri không phải là cầu thủ duy nhất của Man City mô tả De Bruyne là cầu thủ xuất sắc nhất. Jack Grealish đã gọi tiền vệ người Bỉ là Watt vào tháng 1 sau khi anh có màn trình diễn tuyệt vời trước Newcastle khi trở lại sau chấn thương. De Bruyne chắc chắn là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà Premier League từng chứng kiến vì đã giành được 6 chức vô địch giải đấu, 2 FA Cup và Champions League với The Citizen.
động thái mới nhất của Rodri diễn ra tại lễ trao giải PFA, nơi mà đồng đội Phil Foden đã giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, dành cho Nam đánh bại cầu thủ người Tây Ban Nha và cầu thủ Erling Haaland để có thể giành được giải thưởng cao nhất này. Bất chấp việc anh có được một màn trình diễn mờ nhạt trong màu áo của đội tuyển Anh tại kỳ Euro 2024, thế nhưng Phil Foden trong phiên bản màu áo của câu lạc bộ Man City mùa 2023-2024 lại hoàn toàn trình diễn một phiên bản khác. Cầu thủ sinh năm 2000 đã có tới cho mình được 17 bàn thắng, cùng với đó là 8 đường kiến tạo tại đấu trường Premier League, 25 bàn và 11 đường kiến tạo ở trên mọi đấu trường. Mặt khác, Rodri còn được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của năm, cùng với đó là các ngôi sao của Manchester City, lần lượt là Foden, Haaland và Kyle Walker. Đội bóng của huấn luyện viên trưởng Pep Guardiola hy vọng họ sẽ giành được chiến thắng thứ hai ở ngay tại đấu trường Premier League vào ngày 24 tháng 8 tới đây, khi mà họ sẽ tiếp đón đội bóng mới lên hạng là câu lạc bộ Ipswich Town.